Sure. Em mua hai cái nha các vị nha. À, chào anh chị cô chú quay trở lại kênh Vết Phố nha. Hôm nay em có đi mua cho hai anh khách hai cái nồi cơm mà trước em có quay rồi đó. Cái này nồi của Joji Rusi này nó giảm giảm giá. Hôm nay thì giảm giá là tầm 3 triệu ở bên này. Về Việt Nam nữa thì tầm hơn 4 triệu vẫn một chút. Đó thì đây cái nồi của nó đây. Trước em quay tranh thủ thì nó là chưa review được nó kỹ hơn. Hôm nay thì em có thời gian quay lại mua thì em review kỹ hơn cho anh chị của chú xem. Đây là cái nồi đó nha anh chị của chú nhá. Ngoài thì là hàng rất là đẹp nha. Mới 100%. Đây hàng trưng bày này. Đó thì lúc anh mua cũng có hỏi em là có phải là hàng móp méo hay lỗi gì không mà nó giảm giá, thì em trả lời luôn là không nha quý vị. À đẹp 100% nhá. Đây là ghi là Nihon C là Nhật. Chữ này là chữ Hán đọc là Nhật Bản chế này, nghĩa là sản phẩm của Nhật Bản đó, Made in Japan nhá. Thì sang tiếng Anh nó là từ Made in Japan là từ này đó. Đây thì cái nồi lòng nồi đây. Khá là dày. À, ở đây thì có cái nút ấn khi mà tháo nó ra để mà vệ sinh rửa chứ. Đang có một, tay cầm điện thoại thì không phải đó. Nên là hơi bất tiện đi. Đây thì khi mà ấn cái nút này á thì nó mở cái này. Lắp ra thì mình có rửa cái vệ sinh gì thì làm đó. Cái nồi này thì là cái nồi cao tần nha quý vị nhá. Đấy. À, chứ không phải là bi biết gì nhé, không phải áp suất trên không nhé, trên không là cái nồi Hitachi này. Đây là cái chân không, trước em quay cho quý vị xem rồi á. Đây chân không này, bi này, à, bi rất là to nhé. Đây thì em có lại review cái nồi em mua hôm nay, em sẽ mua hai cái này. Mã của nó đây. Nếu với cáp VC10 từ TA này 1 lít nha quý vị nhé, 10 là 1 lít nha. Đây là có ghi đây là 1 lít 5.5 gộ này, chữ kỳ này. À, giá kỳ. Thì Made in Japan. Và cái này là của cái gì đây, Best Buy nghĩa là mua nhiều nhất đó. Đấy thì ở sau này thì em có lặp lại quay vị nó có luôn nhá. Đây này 100V này, 1105W này. Đấy và cái công ty sản xuất là công ty Joji Rusi Japan này. Đây Made in Japan này, phía sau ghi Made in Japan nhá. Đó. Đời sản xuất thì em sẽ lật bên dưới đây. Sản xuất thì là 2023 nha quý vị nha. Đây vừa được có người đi qua em không nói được mấy. Nghe đâu quý vị nha, con này là xuất tăng 2023, nồi Made in Japan và 1 lít. Đấy thì giá nó có giảm một xíu. Nó được hẳn cầm chả này chưa thuế, thuế rồi thì khoảng tầm 18.000, thuế chưa thuế vào thì 16.000. Đây thì giá này vẫn còn rẻ đó. Nếu mà giá mua mà trên đợt trước á thì nó phải 20 mấy nghìn, đợt này không có sao mà rẻ thế. Bên này nó cơm của dự xị nhiều này, chắc là lâu lâu này giảm giá để kích cầu á. Đây này, người ta ghép đây, nó bỏ bên này cũng là cái nồi đó đây này, giá này 15.800 chưa thuế, thuế là 17.380 đó, 1.000 gì đó, 17.380. Nghĩa là site KT này nó được giảm giá tối đa rồi. Cái này có cái nồi nhỏ hơn rồi, bộ nồi là 1 lít này, bộ hành 3 năm mà giá là 40.000 này, giá gấp đôi kia đó. Cái này chắc là có NPBL10
À, con gà là áp suất có bi, quý vị nhìn thấy là có bi không? Đó, có bi á, nên đắt hơn. Còn giữa này có cái hãng gì đây, suy tu này, rẻ thế, 1 triệu một cái, 1 lít. Ừ, còn bên này cái hãng gì đây, à cái là cái sản phẩm riêng của cái công ty này, nó bán 89 của cái siêu thị này, nó có chữ Don Quixote. Đây con nồi Arit Yohama, cái nồi này em ở nhà cũng đang dùng cái nồi này. Ồ đắt thế, 16.200. Được trước em mua nó giảm đúng còn 1/3 này luôn, trước em mua là 4.000. À, đấy là em mua săn sale trên Amazon đó, nó 4.000 cái mẫu này luôn đó. À không phải, cái mẫu này, cái mẫu này là 1 lít 8, của em là 1 lít, thì cũng được trước nó cũng giảm 1/3 giá gì đó, nửa giá gì đó. Cái này đây là cái giá này là của cái hãng, của thằng 1 lít 8 này, nên nó đắt là cái giá đó này. Thế còn em mua 1 lít thì nó rẻ hơn nhiều, rẻ hơn nhiều so với giá niêm yết, nghĩa là giảm 50% vẫn còn 4.000 chưa thuế, đấy là 4.400, còn thực tế nó bán 10.000. Đây bên này thêm có thêm cái, quý vị cũng có quan tâm đến thằng Tiger này, Tiger trắng này. Đây là một cái nồi thường đó, không phải là cao tần, nhưng mà trước em bán nồi này nhiều 1.8, có Tiger thì nồi cơm nấu cơm rất là ngon. Con này thì là Tiger này thì nó made in China, giá rẻ 8.900 rồi, là 7.900, 8.000 Việt Nam là 3 triệu hơn, tí 3 triệu. Còn là gắn nồi Hitachi này thì 1 lít này, RZ-AX10M là 1 lít. Con này cũng made in Japan. Nồi sau nó có ghi cái gì nhé, nồi là 100V và 1400W, made in Japan, vào đời sản xuất năm 2023 này. Đây, ở góc rồi, Nhật Bản chế này, made in Japan đó. Con này là cao áp, chú ý này, nồi mà cao tần áp suất có bi á, Hitachi. Giá con này thì cao hơn, giá con này thì 5 triệu, gần 6 triệu về Việt Nam đối với sản phẩm này. Đấy, đấy thì em tiện em quay mấy cái sản phẩm bình nấu nước này, mấy ti flat này, cái flat này thì cũng đắt, một cái bình sữa tóc này nó bán tầm 800.000 ở đây này, 1 lít với China thôi nhé, không phải là bên Japan mà đắt thế. Nút là nút rút luôn, không phải nút lật. Còn các nồi nướng bánh hay là gì thì mình ít, cũng ít nữa cái đó, cá nhân gia đình ít dùng, cái quán thôi thì có. Còn đây là cái máy hút bụi của Dyson này, vừa đây Arit Yohama này. Bên này là vừa có chức năng vừa hút vừa sấy luôn, mà có hai kiểu, một là đây nó có hút và có tưới sấy luôn, tưới rồi để lau rồi xong rồi sấy luôn, biết thật chứ. 1 phút là nó sẽ quay cái này là 820 vòng, thấp nhất là 650 vòng, có 2 bước. À, nó không phải là sấy mà nước nóng như vậy nha, nó có nước nóng để nó phụt ra để nó lau cái vết bẩn luôn, ghê thật chứ. Còn bên này là của thằng gì đây, không biết là của thằng nào đấy nữa, CCP là thằng nào, giá đắt hơn của thằng Arit Yohama kia. Ồ cái này giảm giá một nửa giá, quý vị này, 13.000 chỗ còn 7.000 này, thấp rẻ thật, cả thuế 14.000 á, chỗ còn 7.000 đúng một nửa luôn. Còn thằng Dyson thì nó đắt, Dyson thì phải gấp đôi, Dyson thì phải gấp 3. Mỗi thằng Dyson nó phải tầm 8 triệu, nó thật. Bên này mấy cái máy hút chăn, hút đệm, hút vừa rửa đánh vết ố luôn.
giá tầm 3,5 triệu bên này một cái, Việt Nam tầm 5 triệu đó. Cũng khá đắt này, đối với gia đình cũng khá đắt. Đây ví dụ vết bẩn ố rồi thì nó phun nước ra, nó rửa sạch cho nó sợi nóng, nó làm sạch cho nó hút luôn, nó ghê thật chứ. Còn mấy vết ướt thì nó hút sạch luôn rồi, nó giá rẻ mà nó làm như mấy cái thằng đi sơn này luôn á. Bên này thì cũng các loại hút bụi khác của Kyocera rồi thứ đó. Còn mấy cái hút bụi thông thường mà sát đắt thế nhỉ, bụi thông thường không có hút, không có rửa sấy nhưng mà cũng 2 triệu bên này rồi, đắt thật. Còn là mấy cái máy hút bụi kiểu ngày xưa này, thì em đang dùng loại như này, Hitachi này, kiểu cổ xưa nhất rồi, phèn nhất rồi, dân nghèo dùng loại này nhá. Một cái mũi cũng đắt, cái mũi giờ cũng hơn 2 triệu rồi. Và mấy cái máy kiểu rửa xe áp lực cao của thằng Carter cũng đắt, cũng tầm 4 triệu và 5 triệu một cái. Có vòi bọt rửa xe luôn đó. Đây, bên này là các quầy tủ lạnh mới giặt. Đây thì em đi quay một số cái vòi nước cho một vài anh có đặt để đang hoàn thiện nhà đấy, cũng có đặt mấy bộ vòi nước. Thì để em đi quay mấy cái vòi cho anh xem luôn, để nữa em sẽ quay tiếp video cho quý vị anh chị cũng xem nha. Đây giờ là chở đồ về nha quý vị nha. Đây, vừa mua 2 cái rồi nha. Vừa mua có phiếu đăng hàng nha, không phải là mua rồi nha quý vị nha.